Rồi hello, chào bạn đến với kênh Quê Thế Duyên anh. Thì bữa nay mình sẽ làm chủ đề nho nhỏ thôi cho bạn xem cho vui nha. Thì có nhiều bạn comment hỏi là lý do tại sao mai mình sẽ ra đi sau khi chơi Tết xong. Thì cái vấn đề đó giờ mình chút mình sẽ nói nha. Giờ mình sẽ tạm thời mình chia sẻ bạn cách ba giường ba phỉnh mai mini của mình để phục vụ bạn nha. Trước mặt mình những cái mai đã ra đồ non này nè. Cái này là tại mình hơi nóng chứ đúng là để bữa nữa mình làm clip rồi nó sẽ ra xanh các bạn dễ thấy hơn. Bây giờ nó chưa có ra luôn nè, bạn thấy không? Đó thì nó đã ra đọt xanh nè. Nói chung là ra được 90% rồi bạn. Đây. 90% nè. Những cây này cũng ra bút xanh hết nè. Đó. Nó nhú xanh nè, bạn thấy không? Nhú xanh. Đa số là nó đã bung từ hết bạn. Đây, đa số đã bung từ hết không. Mai mình thì xấu thì chứ không đẹp chứ mấy, mình điều mình cởi nó trồng bậy nó Tết có mai ra bán Tết chưng Tết với người ta. Đây là giờ mình sẽ quan mình sẽ giới thiệu bạn ba bốn cái phỉnh mai mini của mình để phục vụ các bạn nha. Đây là phỉnh mai mini mình này. Đây, ở đây khoảng khoảng năm mấy cây à. Đó. Năm mấy cây mai phục vụ mini mình. Không cầm cái cây giảm rung đi hơi rung mà. Còn bên đây là vàng mai con và mai ghép mình đây. Nè, mai con mai ghép. Mình sẽ chia sẻ các những đá mai phục vụ các bạn trước rồi mình sẽ nói sau nha. Mình sẽ nói cái vụ đó vì sao liên mai sẽ ra đi sau nha. Đây những cái mai tàng mini của mình nó cũng đã ra bung chồi nè. Đây những mai tàng mini bên đây. Giờ đây là vàng mai ghép, bên đây là vàng mai con. Vàng mai này coi như là vàng mai thí nghiệm mà. Thí nghiệm phân. Đó, thí nghiệm phân. Đây, đã bung. Vàng mai này giờ là vàng mai thí nghiệm phân nha bạn. Y như mình làm kênh YouTube nha, cũng phải có kênh thư thuốc vậy bạn. Mai cũng vậy thôi. Này, những cây mai mình cắt đã tận tại chồi tàn hết rồi. Còn bên kia có mấy cây mai mà mình đã bón phân được hỏng mình chia sẻ bạn đó. Đây. Mười mấy cây mai bón phân hỏng đây. Đó, sâu cũng đã ăn. Bữa nay mình chia sẻ với bạn gì lý do sao đây nè, bạn thấy những lá mai bự không? Đó. Mai bự chú bá. Đây là dàn mai của mình. Rồi, mình sẽ qua đây dàn mai lớn mình đây. Thì chỉ có 4 phỉnh mai nhỏ đây. Năm nay làm clip cho hơi nhiều, tại 4 phỉnh mai này là phải làm thường xuyên nên mình phải chia sẻ với bạn nhiều. Đây. Đây là những gốc mai mình đây. Đó. Còn trơ trụi, cằn trụi, chưa có cái đọt non đọt lá nữa. Cái này khoảng chừng 20 bữa nữa bạn. Khoảng 20 bữa nữa là nó sẽ đẹp nha. 20 bữa nữa là nó sẽ sáng sủa. Nhìn thấy nó không coi này. Vàng này chỉ có 20 mấy gốc lớn thôi bạn. Gốc là chỉ có 20 mấy gốc thôi. Đó. Rồi thôi cái vàng này để mốt sao mình chỉ sẽ sao giờ thì mình qua sẽ nói về là cái vấn đề chính nha. Nó thường mai sau khi cho chương Tết xong nó ra đi á là nó sẽ có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất á, quan trọng nhất là nguyên nhân các bạn chơi cây mai Tết xong, nhiều khi cây mai nở đẹp quá, nó nở qua tới mùng 9 mùng 10 luôn mà nó còn vẫn nở. Nên các bạn để luôn để cho nó nở và lại nó nở nó kiệt sức. Sau khi nó kiệt sức mà bạn đem ra ngoài nắng á, bạn không chơi nữa, bạn đem ra ngoài. Theo gì bạn để trong nhà máy lạnh ha, để trong phòng kính nào quạt nào nhiều trong nhà nó không có ấy. Rồi các bạn đem ra ngoài là bạn phải bấm cành liền, bạn bấm cầm cành liền nên nó bị không có hấp thụ được quang hợp được nên nó đi luôn. Đó là lý do tại sao thường thường những cái mai mà người ta chơi Tết xong á, tao chơi Tết xong khoảng chừng tốt nhất là mùng 6 mùng 7 là nên ra và để tới mùng 10 bấm đi là chắc cứu nhất. Còn các bạn thì để tới mùng 10 luôn, mùng 10 ra thấy người ta bấm vòng nó ta bấm quá trời thì bạn cũng đè đầu bạn bấm cây mai bạn luôn. Trời, khi bạn mai bạn mới đem ra hồi sáng trưa bạn là bằng bấm liền. Đúng ra phải đem ra ngoài. Bạn phải để cho nó từ 2, 3, 4, 5 ngày, tốt nhất là 7 ngày. Đó. Cho nó quang hợp và nó phục hồi cây mai bù rải đi. Rồi bạn muốn bấm. Đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai á, là nhiều khi cây mai bạn để chưng trong nhà đó. Cái bạn uống nước trà, hay uống gì, uống cái này kia rồi bạn cứ giọng chế vô trong. Trong khi bạn không tưới, bạn để cái bồn khô thật khô. Bạn chế cái nước trà nước này vô thì nó cũng tạo cho cái mai bạn nó... sau khi nó bị suy kiệt và sau khi bạn đem ra nó ra đi nữa, bạn không có tưới nước trong thường xuyên trong nhà đó. Ví dụ trong nhà bạn chưng khoảng 10 ngày đúng không? Ví dụ cho bạn chưng mà tới mùng 10 thì trong 10 ngày đó ít nhất bạn phải tưới được cho nó 2 lần.
đó, ít nhất phải hai lần trong nhà. Thì trong nhà thì chỉ tới hai lần ở sơ thôi đó, thì nói vậy. Còn nguyên nhân thứ ba là do hồi đó bạn mua cây mai đó, cây mai nó bị suy rồi, nó suy rồi, người ta đã dùng thuốc kích bông, kích cho nó chậu đồng loạt luôn, mà bông chậu hết bông, cho đẹp bông, căng bông là nó già đi, dồn hết chất dinh dưỡng lên nó chậu bông rồi. Là họ do dùng thuốc kích thích nhiều quá, với phần cây mai nó yếu á, họ mà họ dùng thuốc kích thích nhiều quá nó ấy ra, thì cây mai đó là tuyệt đối là không bao giờ sống nổi, mai đó là sẽ ra đi chắc chắn 100% luôn. Tại là họ kích hết rồi, bạn đem ra bạn cắt là nó sẽ nín luôn, còn có nhiều cây mai là nó sẽ sau khi bạn cắt nó sẽ ngủ luôn, nó không ra bông bung đồ non luôn. Đó, cây thì vẫn xanh nhưng mà nó không bung, nó chỉ để đó, nó phải chỉ giữ nó cứ nằm, nó riết nằm phân, có khi 2-3 tháng sau nó mới chịu bung đồ đọt non. Thì cái đó cũng là nhiều lý do ấy lắm, thì đó cho mình nói sẽ ba lý do đó, là ba lý do chỉ đơn giản thôi, ba lý do đơn giản mà mình cũng hay gặp, mình hay trải nghiệm hay nhà mình cũng được biết được thôi. Thì mình cũng dạng mới tập chơi thôi, cũng dạng biết chút đỉnh về cây mai thôi, thì mình cũng chia sẻ bạn, như mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ cái đó. Thì như dạng mai mình hôm nay mình cắt đâu, bạn đã xem bạn thấy đâu, cắt vừa mùng 6 tới thì mùng 6 đó, bữa hôm mình đăng clip mùng 6 đó, thì mình đã cắt những dạng này nè, bây giờ hiện giờ là 20 thì mười mấy bữa nó bung bầm non xanh gì rồi đó. Thì mình cũng cắt rễ, cắt thay đất rồi mình làm một phát một thì là cây mai mình đem về bữa tới 30 tới mùng 6 mình mới cắt nè. Mấy những cái mai này là mình để ngoài nắng 30 nha. Mình thật cái mai này mình không chưng, mình để ngoài gò luôn, mình không đem vô nhà. Là mùng 6 mình đã bấm thì nay nó đã bung đọt non rồi, thì bạn thấy rồi đó. Thì trồng cái những giá thể này kia rồi mình đã chọn, mình cho bạn biết rồi. Đó. Thì bạn thấy không? Những nó ra những đọt non nè. Rất tốt à. Rồi giờ mình sẽ nói với chú Kỳ ấy nha. Sau khi nó ra đọt non vậy đó thì bạn sẽ thường xuyên, nó ra đọt non non tí xíu vậy thôi nè, là các bạn phải dùng thuốc xịt bò chỉ và thuốc sâu nha. Tại thuốc xịt bò chỉ sâu nó mới phúng ra vậy là nó đã bị sâu nè. Nè, cái chính tỏ cái mai mình đây cũng bị đã bị sâu nè. Đó, mình chưa phun nè, thấy không? Tối nay mình phải phun. Thuốc sâu thì mình sẽ phun buổi tối, thuốc bò chỉ mình sẽ phun buổi sáng. Tối nay mình sẽ phun dàn sâu này. Rồi thì nó thì vậy đó. Đó là những nguyên nhân để chết dàn, nguyên nhân chăm sóc mai đó. Thì mình đây cũng có về mấy dàn mai mình nãy mình giới thiệu bạn rồi, thì mấy dàn này mình sẽ làm nhiều clip để phục vụ bạn, và để các bạn nào có thắc mắc hoặc các bạn nào mới chơi mai không biết cách chăm sóc đó, thì có thể vô hỏi cách và bình luận ở dưới, thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách chăm sóc luôn. Thì mình sẽ cái nào bạn không hiểu thì bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ trả lời. Đây, những cái mai mình đây là đã bung, nếu tính ra phải là phải cỡ 90% là 50 cây, phải bung được 45 cây rồi bạn. Thấy chưa? Này, những cây này bung hết, bung mạnh hết rồi, mạnh hết bạn thấy. Thì nó còn, tại nó còn nhỏ quá, nó còn mới có nhú sơ thôi, mình nóng quá mình làm cái clip thôi. Cho bạn xem, chỉ để nay là cũng 20 rồi mà có nhiều bạn cắt ra thì may. Rồi và các bạn đồng thời các bạn cắt như mình đây này, mình đã nói lần này nữa là cũng là 4-5 lần rồi. Sau khi bạn cắt như mình nè, rồi giờ bạn sẽ để trong mát nha. Để trong mát, khi nào nó ra đọt non mà lá nó đã già, mình ví dụ ha. Đây có cây luôn. Nè. Ví dụ nó ra đọt non mà lá nó đã như vậy rồi nè, mà các bạn chạy vẫn chưa đem ra được nè. Tại sao vậy sao? Thì ở đây nó chỉ có ra một cành mày mạnh nhất nó ra thôi. Còn những cành này nó còn yếu nè. Cành này nó vẫn còn mới có hơi xanh nè. Đó. Những cái mầm này nó hơi xanh. Chừng nào mà trong 4-5 nhánh này đó mà nó ra nó gì như vậy hết á, thì bạn sẽ đem ra nặng dần ra nắng thôi nha bạn, chứ không phải đem hẳn ra nắng nha. Bạn sẽ đem hơi dần dần ra nắng và các bạn sẽ bắt đầu bón phân rồi cho nó. Còn ở trong cái mai này là hồi đó mình không có bón phân gì hết bạn. Này cái mai này không bón phân gì hết. Tại nếu cái mai mà các bạn mà không có thay đất á, không có bấm rễ á, các bạn trồng bấm đọt không á, bấm cành không á, thì các bạn sẽ dùng NM3, những thuốc rải bằng bón như rải, chứ không có dùng thuốc bón lá nha bạn. Tại khi bạn bấm hết thì nó còn cái cây trụi không, nó không có quang hợp được đâu. Bạn dùng những thuốc bón lá vô nó không có lá được. Còn nếu không là bạn sẽ dùng thuốc bón lá dưới lượng nhẹ, bạn xịt lên cho lên thân cũng được. Như vậy như cây giờ nè, mình có thể mình xịt lên trên lá nó được, chứ đừng có bón dưới gốc. Bón dưới gốc là phải đợi cái mai nào, khi nào cái mai nó đã ra lá già về quang hợp. Còn khi cây mai mà bạn ra mà bạn thấy cái ra nó có đỡ đọt mà đen gì đó là khi cái mai nó đã bầu rễ đã phát triển tốt. Còn những cây mai mà nó ra đọt mà nó còn màu xanh, mới đọt nhỏ ra mà xanh lét á, là những cây đó chưa chắc ăn nha bạn. Cây đó bạn đừng có bón bậy nha, tại bầu rễ nó vẫn còn yếu, nó chưa có phát triển. Những cây rễ non là nó vẫn còn yếu lắm, nó không có hấp thụ được đâu. Còn những cái mai mà nó ra đọt mà nó bung ra lá mà nó đen thui á nè, nó nhìn nó đen như vậy nè,
Là những cái mai đó đã mạnh rồi mà. Là bộ rễ nó đã ra rễ non rồi. Đây nè bạn thấy này, như này bộ chỉ nữa không? Đó nó mới ra mình đã cuốn lá nè. Mới ra mình đã cuốn rồi. Mới ra mình đã sắn lá rồi. Thì tối nay mình sẽ xịt, mình làm clip mình xịt luôn, mình sẽ lấy cái dùng loại thuốc bổ chỉ mình hay dùng nhất và hay có trên thị trường nhất, mình sẽ giới thiệu bằng loại thuốc luôn. Và bạn cứ chụp cái hình đó ra ngoài kia mua thôi. Tại thuốc mình dùng là những loại thuốc mà phổ biến nhất, ở chỗ nào cũng có bán, nên các bạn cứ chụp cái hình đó và các bạn ra ngoài chỗ bán thuốc thì sau các bạn mua là sẽ có thôi. Bữa nay chủ nhật cũng cảm rồi. Rồi thôi, bữa nay clip mình sẽ làm tới đây thôi, cùng mình cứ kết thúc nha. Tại cũng không có chủ đề gì nhiều, chỉ là chỉ làm lên vậy chia sẻ cho bạn vui thôi. Chủ yếu là trả lời comment cho bạn, vậy bạn hỏi lý do cái mai bạn gì sau khi chơi Tết xong đem ra bấm là đi luôn á, nó khao, hoặc là bấm là nó đừng ngừng luôn, nó không có bung đột non. Là các bạn có nhiều các bạn hô bấm bữa 27, 28, bữa 20, 30 Tết rồi mà tới nay mình chưa bung, là cỡ 20 ngày là mình sẽ chưa bung. Thì thường mai bằng bấm điếu đúng cái mai nào mạnh đó, khoảng 15 ngày là bạn thấy xanh vậy rồi. Còn mới thấy xanh như vậy đi. Còn 20 ngày là bạn thấy sẽ thấy lá bự ra rồi. Thì cái này chỉ cỡ chừng 5 ngày nữa là nó sẽ y gì hết. Và mai mình đã bung hết 5 ngày nữa mình sẽ làm clip cho bạn xem, và mình sẽ đem ra nắng mình bón những lô con gì. Tối nay mình sẽ làm giới thiệu các bạn, mai thứ hai thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái loại xịt sâu bổ chỉ nha. Còn loại phân bón thì tới nay chưa đâu bạn. Phân bón thì này chưa đâu. Phân bón đây từ từ mình sẽ làm sao. Rồi mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ nãy giờ. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha.